ra đi của chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thay mày dẹp mẹ đi Hồng Lăng, mày đừng nói cái câu nữa mày. Bây giờ tao nói mấy lần mấy cái thằng cha kia, tao không nói mày nữa, mày dẹp qua bên đi mày là xong rồi đó. Rồi. Em nói với anh á, đã là một người cha, gọi là cha đi, mà một khi mà đã nhận được cái nhiệm vụ của Chúa giao á, là để về mà rao giảng tin mừng cho giáo dân á, là phải là đàng hoàng, gương mẫu chuẩn mực, không có tham gia vô chính trị. Em có đi xưng tội, em có đây em kể với cha nghe, cha nói đã là một người cha chân chính không bao giờ tham gia chính trị, chính cha nhà thờ em trả lời. Nhưng mà vì cái việc này nó còn đụng chạm rất là nhiều nên cha không dám lên tiếng, cha nhà thờ em không dám lên tiếng, Ok. cha rất là bức xúc nhưng mà cha cũng không dám lên tiếng. Mà em cũng nhắn tất cả bà con giáo dân của ở ngoài cái gì anh quên rồi, anh Nghệ An. Nghệ An, dạ Thanh Hóa, Nghệ An, Vinh gì ngoài đó đó, Rồi, còn thằng bà con Tân nó ở cái giáo xứ coi như là Đồng Cộng Nai, Phú Hòa, ở Khánh Hòa, Cộng Hòa đúng Đồng không? Cộng Hòa Nai, còn Đồng hai Nai. mấy thằng kia là ở Ừ. ngoài Nghệ An. Em nói là cái tiếng nói của em là em yêu cầu giáo dân tỉnh táo lên một tí. Con mình sáng ngày chủ nhật đi học giáo lý xong, học xong dẫn con mình về, không cho con mình đi xuống đường. Em nói anh con nít á, là con em có con đi học giáo lý em biết, là 5:30 sáng nó đã dậy rồi, nó chưa ăn cái gì trong người nữa đó. Nó lật đật nó tới nó đi lễ, xong lễ 1:30 đồng hồ bắt đầu vô học giáo lý, học thêm 1:30 nó là 3 tiếng. Nhiều đứa con nít nó chịu không nổi nó xỉu. Thì mắc gì con mình đi vô học đi lễ ngồi 1:30 nó đã khổ rồi, vô đi học giáo lý thêm 1:30 là 3 tiếng, cầm cờ đi xuống đường cho cha nữa là thành 5 tiếng đồng hồ. Mấy đứa nhỏ nó chưa ăn cái gì hết mà mình nhìn mình biết con của mình, con của em nó đi học giáo lý, em phải ra em canh em cho nó ăn xong nó mới tiếp tục nó học nữa. Mà cầm đi xuống đường như vậy á, mà con nít nó cầm những cái tờ biểu ngữ nó đi như vậy, là em nhìn ông cha này quá ác, những cái lão cha này lão quá ác, bắt mấy đứa con nít chút 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 để cầm những cái biểu ngữ đi xuống đường là em không chấp nhận. Mà em tách lẹm tách cái mới cái người cha người mẹ của mấy đứa bé đó, tại sao không dẫn con mình về, tại sao không dẫn con mình về, con mình học giáo lý xong dẫn về không cho tham gia. Sợ cha cái gì mà sợ, ông đâu có đem gạo đem lúa tới cho mình sống, ông đâu có đem tiền tới cho mình sống đâu, ông chỉ là một người đứng lên rao giảng truyền giáo cho mình thôi, là ông chỉ truyền giáo cho mình chứ ông không cầm cái đồng tiền ông đưa cho mình. Cái quan trọng là mình về mình lao động đây, mình Đúng đi làm mình kiếm tiền đây, cái sức khỏe con mình là do mình quyết định đây, mà tại sao cứ để cha dìu dắt con mình là em không chấp nhận. Em rất bức xúc là mấy cái lão đấy, em không chấp nhận được như vậy. Làm cái gì thì làm dứt khoát, không bao giờ lạm dụng trẻ em, dứt khoát. À, cho anh hỏi một tí xíu, coi như là Cao Hoàng Lan cũng đi theo đạo Thiên Chúa giáo đúng không? Dạ em có đạo anh ơi. Ừ. Đúng rồi, ok. Những cái người mà trong Dạ cái không đạo giáo thì không, nói chung là nói rất chính xác. Đúng rồi. em nói là em mở camera luôn chứ, để người ta kêu em là không có đạo mà xạo. Đúng rồi. Em nói là em phải mở cho người ta nhìn là em đang thờ, em đang thờ. Đúng rồi. Thờ Dạ Đức em nói Chúa là em đưa em dạ Chúa Giêsu với lại Chúa mẹ Giêsu. Maria luôn, em Đúng rồi. dạ em thờ, là em nói là em đưa luôn cái để mất công rồi người ta kêu em là xạo nên Đúng rồi. em phải nói. Dạ em không có chấp nhận, em không chấp nhận những ông cha như vậy. Con mình đi học giáo lý xong mình dẫn con mình về, không có cho con mình đi xuống đường. Chứ còn con mình nó đã nhỏ nó bé nó không biết cái gì, một tuần nó chỉ được một cái ngày chủ nhật, mà cái ngày chủ nhật ép nó vô nhà thờ ngồi gần 4 5 tiếng đồng hồ rồi còn tiếp tục đi xuống đường nữa là gì gì mấy ông cha. Sợ cha gì mà sợ dữ vậy. Không có sợ cha, tại vì ông không đem cuộc sống tới cho mình, ông chỉ đem tới tinh thần cho mình, cho giáo dân thôi. Nếu ông cha đó là một người đàng hoàng là người ta chỉ đem cái tinh thần đó cho giáo dân thôi, ông không thể đem lương thực tới cho mình được, nên mình không có sợ ổng. Đi lễ nhà thờ này không được, đi lễ nhà thờ khác, có phải một cái nhà thờ đâu mà phải làm gì phải lệ thuộc ổng như vậy. Em nói thiệt anh bằng với tất cả anh chị em, bản thân em có đạo, em đi lễ cái nhà thờ này, cha này giảng quá 1 tiếng đồng hồ, quá 60 phút, tuần sau em đi lễ nhà thờ khác. Bởi vì đứng 60 phút nó rất là mệt mỏi. Em thấy anh Thế Linh Hoàng muốn lên, em nói một tí nó thôi lại em xuống. Rồi, Nên em kêu gọi tất cả anh chị em bà con trong nước, nhất là bà con giáo xứ Nghệ An Vinh, nên tỉnh táo.
tỉnh táo mình chiến đấu lại ông cha đó, mình không chiến đấu ra mặt nhưng mình chiến đấu trong lòng. Con của mình đi lễ xong, giáo lý xong, dẫn con mình về lo cho con mình ăn uống đàng hoàng. Không có mắc gì mà phải cứ nghe lời cha mà để cho con mình đi xuống đường như vậy. Nhưng mà con mình nó đi xuống đường nó không hề biết. Nó không hề biết là nó đang đi làm cái việc gì đây. Nó chỉ nghe lời cha, nó nghe lời mấy anh chị giáo lý viên Nói để nó là đi xuống đường thôi. Nguyễn Hùng Hùng Lân là Nguyễn Lân Hùng này, tôi lốc cái buổi hôm đấy thôi, tôi thả ra rồi, nói xúc Rồi Nhật. phạm cái anh linh quả cái quả bác Trần Nhật bác Trần Đại Quang, tôi lốc rồi nhưng tôi đã thả rồi, mà bây giờ cứ vi phạm những cái điều của tôi là tôi lại lốc tiếp, không cho ngồi ngồi nghe nữa. Rồi xin mời. Xong rồi á, là với lại mấy anh chị giáo lý viên là những người là dạy những em giáo lý đó thì nên hiểu và thông cảm. Ví dụ như mình họp trong một cái buổi họp trong giáo nhà thờ đi, lâu lâu là trong nhà thờ có tổ chức một cuộc họp thì mình bỏ phiếu phiếu kính cho cha cũng được, hoặc mình viết thư kính cho cha, mình thư nặc danh cũng được. Mình yêu cầu cha lên đừng có xâm phạm quyền trẻ em, bởi vì con nít nó đi học giáo lý là nó chỉ đi theo cái biểu cha mẹ nó biểu, nhưng mà con nít rất là ham chơi, nó học nhưng mà nó không hiểu cái gì đâu. Con em học nên nó còn chưa hiểu đây, nó chỉ tới nó ngồi đúng giờ nó về để nó được thêm sức, nó được rước lễ lần đầu, nó được chịu phép thêm sức thôi, nó làm cho đúng lễ, bởi vì học bao nhiêu năm là cha mới được cấp cho những cái bằng như vậy. Thì nó ráng nó học để mà xong những cái bằng như vậy. Bằng thứ nhất á, bằng đầu đẻ ra là rửa tội rồi, bắt đầu là phải thêm một cái phép là rước lễ Đúng. lần đầu, học 5 năm là được rước lễ đầu, học thêm 3 năm nữa là chịu phép thêm sức. Khi mà chịu phép thêm sức xong rồi đó, ai muốn vô để mà học bao đồng để mà lên làm giáo lý viên là tiếp tục học, còn không học nữa là nghỉ. Nhưng mà con em nó vừa học Ok. xong đúng những cái lễ đó là em cho con em nghỉ liền, em không có cho học. Nó không có sức, một thằng nào nó học ở trên trường, một thằng nào nó học ở nhà thờ, mà một tuần mình chỉ dành cho con mình được một cái ngày chủ nhật thôi. Thì các ông bà hãy làm ơn cho con mình tới nhà thờ đúng phép đạo, cho con mình vẫn học giáo lý đúng phép đạo, xong rồi mình dẫn con mình về, đừng cho con mình đi lang thang xuống đường, đừng có nghe lời cha. Nhà thờ này đi lễ không được, đi lễ nhà thờ khác, đâu có phải nguyên một cái xứ nó chỉ một cái nhà thờ đó đâu, mà mắc gì phải lệ thuộc cha tới mức độ như vậy. Mà em rất là bức xúc những cái người cha người mẹ đó, rất là bức xúc. Thì em cũng có nhắn lên em kêu gọi các cha mẹ của những đứa bé đó ở trong cái giáo xứ của những cha đó thì nên tỉnh táo một tí, phải tỉnh táo lên, phải đấu tranh lên, đừng có lẳng lặng, đừng có sợ cha nữa. Cha là cái gì phải sợ, không có sợ Đúng rồi. ổng. Hay lắm. Bản thân em đây, cha đây, đi nhà thờ này không được, em đi nhà thờ khác, việc gì em phải sợ cha, ổng là không là cái gì để cho mình sợ đó. Nói cho các anh chị nghe và các Vâng, anh chị. mình đi nhà thờ theo tôi nghĩ là mình chỉ thờ Chúa thôi chứ không phải thờ cha. Cha là Dạ những đúng người rồi dạy cho anh. mình thôi. Vâng, chính xác là như thế. Cha là chẳng qua là Vâng. cha nhận lệnh của Chúa để mà cha truyền giáo cho dân, truyền Đúng giáo, rồi. cha là lãnh cái trách nhiệm truyền giáo. Thì mình đi cái lễ này nhà Rồi, cảm thờ này không ơn được, John Dương Nguyễn. mình đi nhà thờ khác đó. Vâng. Còn ví dụ con em mình phải đòi cái quyền của con em mình. Việc gì mình phải mê cha, việc gì mình phải nghe lời cha, mà mình phải hy sinh con của mình như vậy, mình không có chịu. Em không có chấp nhận như vậy thì em cũng kêu gọi hết, bởi vì em nhìn ở trong trên mạng rồi, Đúng em rồi. thấy mấy đứa nhỏ đi xuống đường rất là thương nó quá nhỏ đi, nó không biết cái gì hết. Thì em cũng cũng chia sẻ với mấy anh em vậy, rồi em cũng muốn cái tiếng nói của em cho đến ở ngoài đó để bà con giáo dân ngoài đó mà nghe được, rồi mình coi như thế nào, hoặc mình viết một cái lá thư nặc danh rồi lên cho cha đó. Chứ còn nếu mà còn em cũng kêu gọi luôn, nếu mà chính quyền an ninh không có ra tay, không có mạnh tay với mấy ông cha này, mà một khi mà dân đã bức xúc rồi xuống đường á, là em cũng xuống đường luôn, em chấp nhận em xuống đường luôn, em cũng cũng trừng trị mấy ông nội này luôn, chứ em không có chịu, em không chấp nhận mấy ông này nữa. Dạ thì em cũng chia sẻ vậy đó anh Bằng, rồi em cảm ơn tất cả hết anh chị em cho em xuống đây, rồi em xuống em Rồi, chào từng người, hồi nãy giờ rồi, nhiều người chào em. Dạ rồi rất cảm ơn Cao Hoàng Lan, coi như là bạn là một cái người gọi là kính Chúa yêu nước. Đấy, những người Thiên Chúa giáo tôi cũng mong là tất cả các bạn sống trong một đất nước Việt Nam thì các bạn, khoan vâng, chúng tôi tôn trọng, anh Bằng, vâng, rồi. anh chưa cho em xuống để em trả lời A Quy một tí nữa đó. Nói Rồi, xong ok. có đi xưng tội không chị Hoàng Lan? A Quy, chị nhắn với em nè, mình làm những gì có tội mình mới đi xưng,
Còn cái Ủa? tiếng nói của chị đây không hề có tội. Chị không hề có Ủa? tội. Chị khẳng định những lời nói của chị không hề có tội. Bởi vì chị không có nói xấu ai hết. Chị muốn đòi cái quyền trẻ em. Mình đòi quyền trẻ em là mình không có tội nhân em nha. Ủa? Chị nói cho em nghe. Còn mình đi xưng tội là mình làm những việc gì sai trong cái lương tâm của mình là mình đi xưng tội, cùng mình nói lên cái tiếng nói của mình. Thì chị không hề đi xưng tội, chị có đi xưng tội. Nhưng mà chị ra chị kể với cha nghe là lão Tăng như thế này, lão Thục như thế kia, lão Nam thế nọ. Chị có ngồi trong tòa giải tội, chị có nói cho cha nghe luôn. A Quy khỏi khuyên chị mấy cái điều đó. Chị Đúng cảm ơn rồi, em nhé. rồi đúng, Cao Hoàng Lan nói rất đúng. Kính Chúa Dạ. đó là cái bổn phận của những người công giáo, nhưng phải yêu nước, vì mình đã sống trong một cái đất nước Việt Nam, mình yêu cái đất nước của mình, yêu tổ quốc và yêu cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Vâng, đó là cái một cái con người tôi nói rất kính phục Cao Hoàng Lan. Và tôi cũng mong là tất cả các Dạ. bà con, vâng, ở tức là theo cái đạo Thiên Chúa giáo, thì sẽ lắng nghe những cái lời mà Cao Hoàng Lan nói. Vâng. Rồi, anh xin cảm ơn em. Dạ em cảm ơn tất cả anh chị em, cảm ơn anh Bằng, rồi em xuống em cảm ơn anh nha, em chào Rồi hết rồi. anh chị em.